Lần đầu trồng nấm cơm từ lá chuối sẽ như thế nào? Nấm nhiều dữ vậy gì ba? Ủa mà hình như nghe cắn cắn cái gì á. Trồng từ lá chuối phải gọi là nấm chuối chứ, sao gọi là nấm cơm ta? Mà khoan, bỏ cái tên gọi nó qua một bên đi. Phải trồng cho cái cây nấm trước cái đã, rồi muốn gọi cái gì thì gọi nha. Trước tiên á thì Ý sẽ đi cắt mấy cái lá chuối khô ngoài vườn. Mấy cái lá này tôi không cắt, thì vài bữa anh chị Năm cũng cắt dọn bỏ à. Ai nói tôi phá đâu, tính ra là đang phụ giúp luôn á. Mình phát hiện ngay cây nấm này nè, nhìn đẹp ha. Không biết tên gọi nó là gì nữa, rồi ăn được không ta? Mấy cái thảo lá chuối cắt xong rồi, mình sẽ nhờ chị Năm tước cây giùm. Cắt nấm rồi nè. Cắt cần cho mày ăn đi, cho tao không có thèm. Trời mà có ăn thọc lử ba cái tước rồi. Tao đi mua tao ăn sướng hơn. Không biết trồng cây nấm nào không nữa, mà mới đi báo rồi đó. Chị Năm hồi nãy giờ tước lá chuối cho mình rồi. Giờ mình đi pha nước cho chị Năm uống này. Mình sẽ làm nước đá me nha. Đây là me ngào hạt dẻo của nhà mình làm luôn á. Keo này là loại 1 kg, có loại nửa ký cho mọi người dùng thử nữa. Cái này để pha nước giải khát uống rất là ngon luôn nha. Mình cứ cho 2-3 muỗng me gì đó vô ca vô ly, rồi thêm ít nước, ít đường tùy khẩu vị. Cho thêm nước đá và ít đậu phộng lên nữa. Khi mua me này bên Ý thì mọi người sẽ có kèm đậu phộng luôn nha. Nước đá me này có vị chua chua ngọt ngọt. Còn mấy cái này là hạt me đã xử lý rồi á. Ăn dẻo dẻo bùi bùi rất là cuốn miệng nha. Mọi người có dùng thì nhắn ủng hộ Ý nghiêng. Rồi 30 giây quảng cáo đã xong rồi. Giờ thì tiếp tục công cuộc đi trồng nấm cơm từ lá chuối của mình đây. Mình sẽ trụng mấy cái lá chuối này vô nước sôi khoảng tầm nửa tiếng nha. Mọi người thắc mắc ai chỉ mình á thì mình đọc được đâu đó trên mạng nha. Mọi người chỉ là ngâm cái lá chuối này với nước dôi á để loại bỏ vi khuẩn. Mình không có nước dôi nên là mình sẽ đem nó đi nấu nha. Trời ơi, hy vọng là nó sẽ thành công nha. Chứ chưa gì hết là tốn củi tốn lửa rồi đó. Còn đây là mấy cái bịch meo nấm cơm nè. Mấy cái bịch này là mình đặt online nha. Bịch vậy là nửa ký hay gì á. Mình sẽ bóp nhỏ nó ra, rồi cứ một lớp lá chuối cho lên một lớp meo như vậy nè. Mình trồng trong 2 cái gỗ với cái bao này nữa nè. Sau khi mà chất ém nó vô xong hết á thì mình sẽ dùng một cái bọc ni lông để chùm nó lại. Có khoét lỗ ở trên để cho nó thở nữa nè ngang. Tôi cưng nó dữ lắm luôn, chợ ở trong nhà không á nha. Mà mọi người có thắc mắc sao mà hồi nãy giờ nấm rơm mà mình cứ gọi là nấm gơm không không? Tại vì mình ở miền Tây á, quen gọi vậy rồi, nên mọi người thông cảm nha. Còn đây là thành quả sau mười mấy ngày trồng của mình nè. Tén tèn, thấy ghê chưa? Gà nấm thiệt rồi nè. Trời ơi, thấy cây nấm mà tôi mừng hết lớn luôn á. Lần này là bà Ý thành công rồi đó ngang. Và mấy ngày sau đó thì mình đã thu hoạch được cái nấm đầu tiên. Và cũng là cái nấm cuối cùng của cái gỗ này luôn nha. Cái gỗ kia thì mấy ngày sau cũng được một nấm vậy nè. Sao kỳ vậy ta? Theo tưởng tượng của mình là nó phải nhiều nấm như vậy nè. Mình nghĩ nguyên nhân là do mấy cái lá chuối của mình nó khô quá mọi người ơi. Không có chỗ nào để cây nấm nó bám vô được hết trơn. Lần sau mình phải rút kinh nghiệm mới được. Chứ lần này vậy là xong rồi đó. Hơi buồn quá. 30 năm mà chưa thấy trường hợp nào bao giờ cắt